Hợp mấy giờ không mà bây giờ còn ngủ hả? 6 giờ 30 phút nữa cậu không có mặt thì nộp đơn đi, tôi ký. Ủa? Cái gì vậy trời? Cái dặn đồng hồ mà. Trời đất ơi, cái đồng hồ của tôi. Trời đất ơi. Bán cái đầu con gà này bán. Lấy cái đầu con gà làm chi? Trời ơi, cái đồng hồ báo thức người ta nhờ con gà nó mới báo thức. Bây giờ con gỡ cái đầu ra làm sao mà nó báo thức được? Ai là người tháo cái đồng hồ của ba ra? Dạ chị hai. Em á, em kêu chị tháo mà. Không biết chị hai. Thôi em... Trời ơi, tự nhiên tháo cái đồng hồ ra làm chi vậy? Ai mượn? Hả? Nè, lắp vô. Bây giờ phải lắp vô liền. Từ bây giờ tới chiều nha, tôi đi làm về mà tôi thấy không trả lại nguyên hiện trạng thì đừng có trách tôi nghe chưa. Lắp vô. Tại em á. Không vậy ai lắp ơi. Ôi, trời ơi, chắc tôi điên quá trời. Tại em á. Không biết mà chị hai mà. Nè, chị hai sửa đi. Tại em á. Không, chị hai. Em á. Chị hai. Em. Không phải chị làm mà. Em kêu chị làm chứ bộ. Chị đâu có tự làm đâu. Cậu làm gì vậy? Em vô đây em chào sếp. Vô sao cậu không nói? Cậu biết tôi bị yếu tim không? Cậu muốn tôi chết hả? Cậu muốn tôi chết để cậu tiếp quản cái ghế giám đốc của tôi đúng không? Không có đâu sếp ơi. Tại vì em đã tới trễ cuộc họp mấy lần rồi. Giờ em tới đây em xin lỗi sếp mà. Cậu Tùng à, cậu làm ăn lâu thôi quá. Tháng này cậu làm ăn kiểu gì á? Một tuần á, trễ họp mấy lần cậu biết không? Dạ 3 lần. Cậu giỡn mặt tôi hả? Cậu làm ăn kiểu gì? Mới sáng sớm bà Hường mới gọi cho tôi đầu quỷ đặt cọc mấy lô đất kìa, lo mà giải quyết á. Em sẽ cố gắng giải quyết. Anh Tùng, nghe điện thoại đi. Không, đang họp với sếp, em quyết định không nghe. Nghe điện thoại đi. Dạ thôi sếp, cứ rầy em không nghe điện thoại nữa đâu. Lỡ bà Hường rồi sao, nghe đi. Dạ càng không nghe chứ. Cậu giỡn mặt rồi. Nghe điện thoại. Cái gì? Hả? Xíu nữa hả? Trời đất ơi. Thôi, bình tĩnh con, bình tĩnh. Ba về liền. Sếp thông cảm cho em, cháu em ở nhà nó bị xỉu, phải chạy về nhà em lo cho nó gấp. Con ơi con, đừng khóc. Ba về liền. Vậy nha con. Tốt lắm. Cái chuyện lô đất của chúng ta. Alo Vi hả Vi? Có gì không chú? Cũng không có gì căng thẳng lắm. Nhưng mà con rảnh không? Con làm ơn con chạy qua nhà chú giùm cái. Mình nó bị xỉu, với An mới gọi điện thoại báo cho chú nè. Trời đất ơi, chú bị sao không vậy? Ngất xỉu mà chứ không có gì hả? Chú vô tâm quá vậy. Thôi mà đừng càm ràm chú nữa, làm ơn chạy qua nhà coi gấp giùm chú đi nha. Chú đang trên đường chạy về nha con. Nha. Thôi xin em phải chạy về nhà gấp. Chạy xin. Trời ơi, cái gì vậy cậu Tùng? Làm ăn kiểu này chết rồi. Chú thiệt tình luôn á. Có bận cách mấy cũng phải cho mấy đứa nhỏ ăn chứ. Người lớn mình 10 giờ sáng không ăn sáng là đã thấy hạ đường huyết rồi, huống hồ gì mấy đứa nhỏ. Biết rồi, bận công chuyện mới quên mất tiêu luôn à. Con xin lỗi nha tụi con. Chị Vy, không phải ba quên đâu chị Vy. Tối hôm qua ba còn tính không cho tụi em ăn tối luôn á. Cái gì? Quay. Cái chuyện không cho ăn tối là tại vì hai đứa quậy quá, hai đứa hư quá, ba phạt tụi con. Nhưng mà cuối cùng ba có cho tụi con ăn không? Hả? Thôi đi chú, lúc nào chú cũng lý do này kia trơn á.
Chú mà làm vậy nữa chú đừng giờ mặt con nha. Thôi biết rồi, xin lỗi nha. Ba xin lỗi nha. Từ nay về sau cho dù ba có bị hai đứa con hành hạ, hai đứa con không ngoan đi nữa thì ba cũng phải lo lắng cho tụi con chuyện ăn uống, được chưa? Ba hứa rồi nha, quân tử nhất ngôn. Cái chuyện đó là chuyện của ba hứa, nhưng mà tụi con phải hứa ngược lại với ba một điều. Biết điều gì không? Dạ không. Là phải ngoan và phải biết giữ gìn vệ sinh thật tốt để cho cái nhà mình lúc nào cũng sạch sẽ, hứa không? Dạ, nếu mà ba không quên tụi con thì tụi con cũng sẽ không quên lời hứa với ba đâu. Ba xin lỗi. Ba hứa từ nay về sau ba sẽ chăm sóc tụi con tốt hơn. Rồi, từ từ. Em ơi, anh gọi món. Nè, muốn kêu gì kêu. Em qua đây nè em. Rồi đó nè, có menu đi. Chị hai ơi. Hả? Nhìn chú như là chú mèo tôm vậy á. Trời ơi, sao nói chuyện với người lớn vậy tụi con. Em ơi, nó không có cố ý. Nó nít nó. Đừng giận nó nghe cưng. Không có nói với chú vậy nghe. Dạ. Để ba gọi món cho. Chú cho con mượn cái nồi đi. Đây, nó nít nó hiếu động lắm, gấp nó hiếu động. Rồi, để ba gọi món cho. Ở đây nha. Alo. Cho con mượn cái nồi tí đi chú. Chú không được đụng đến em của con. Rồi. Trời ơi, sao muốn đón tôi vậy? Hả? Tại sao hai đứa lại quýnh lộn như vậy? Hả? Hai đứa tụi con thiệt là quá đáng. Hôm qua thì quậy tùm lum ở nhà, hôm nay ra ngoài đường quýnh lộn là sao? Tại vì con thấy con đúng mà. Tại chú đã ăn hiếp em con. Trả treo nữa hả? Phạt không cho đụng vô đồ ăn luôn. Ba. Ba bốn gì ở đây? Trời ơi, nhìn con người ta kìa. Thiệt á, con hành hạ người ta như vậy, tụi con ra tay tàn độc như vậy đó. Em trai, ngồi đây dùng bữa chung với gia đình anh nha. Dạ không được anh, chung giờ làm việc em không được ăn. Thấy chưa, quýnh người ta bỏ ăn luôn. Mẹ cực. Nhìn cái gì? Người ta lớn mà người ta hiền. Hai đứa con hung dữ quá. Đi tới đâu quýnh lộn tới đó. Tại sao vậy hả? Biết mình sai chưa? Dạ, con xin lỗi ba. Xin lỗi ba. Ê, ai lượn lưỡi vô vậy? Chú cho phép ăn chưa? Hả? Từ nay về sau còn quýnh lộn nữa không? Không có miệng hả? Dạ không. Quýnh lộn nãy giờ mệt chưa? Dạ mệt. Đói chưa? Dạ đói. Kệ mấy người chứ. Rồi. Biết ngoài đường mà xá không? Đã lớn cho người ta nhìn vô, người ta tưởng tôi bạo hành trẻ em nữa hả? Sao không ăn đi? Ôi trời ơi, trời ơi. Thôi. Này, khoan. Chị em ăn với nhau không mà cũng giành là sao? Từ từ thôi, ăn có hết đâu. Ăn ngon không? Dạ ngon. Tôn. Chào mấy con. Dạ, con chào bà. Con chào bà. Ngồi xuống. Đi đâu vậy? Dạ. Dạ thôi, con đang ăn mà. Tụi nhỏ nó đang ăn mà, đi đâu? Tôi quen chủ quán ở đây á, tôi không có cho về đâu. Vô đi ngồi đi. Không ngồi tôi kêu bảo vệ giờ á.
Cô ngồi đây với con cô. Qua đây ngồi. Thôi mà. Bảo về, bảo về. Cô qua nè. Phương ơi. Nhìn phải dễ thương không? Chào đi con. Dạ, con chào ba. Con chào ba. Dì thôi. Dạ, con chào dì. Con chào dì. Mấy đứa cưng quá à. Dạ, dạ. Dễ thương quá. Tụi con ăn nãy giờ ăn gì vậy? Dạ. Sao mà đơn sơ quá vậy nè? Với cha con tôi vậy là ngon rồi. Đủ rồi à. Phải kêu cái gì cao lương mỹ vị chứ. Tụi con có thích ăn món này không? Dạ. Con tôi bán tôi luôn rồi. Đó, nó không có thích mà bắt nó ăn sao được. Nó nghe nè, giờ mấy đứa thích ăn cái gì con? Dạ, con thích ăn mấy cái con mà đang bơi á. Ôi chuyện nhỏ. Bây giờ hai con nhé, thích ăn món nào ra ngoài chọn đi. Rồi cái gì kêu bếp làm liền nha. Yeah, yeah. Ngã bằng gì? Giá như cái má bên đây cũng được hôn. Chút nữa tôi kêu nó chạy qua nó hôn bên này. Hai đứa nhỏ nó dễ thương đáng yêu quá à. Nó giống y chang ba nó vậy đó. Sao tụi cũng ăn tiếp tục đi. Dạ, em no lắm rồi chị. Xin chào mọi người, mình tên là Trần Vương Anh. Hãy tìm mình ở trên Stick Couple nhé.